Thành phố biển Vũng Tàu đã trở thành đô thị loại 1 vào năm 2013. Là một thành phố rất sạch sẽ, đáng tới, đáng sống và rất bình yên. Thành phố biển Vũng Tàu là địa điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam. Nơi đây có những cung đường biển đẹp như mơ, ngọn hải đăng cổ nổi tiếng, có tượng Chúa Giang Tây trên núi, những góc phố thơ mộng cùng với những món hải sản tươi ngon hấp dẫn là những điều mang đến cho du khách kỳ nghỉ tuyệt vời. Du khách đến với thành phố biển Vũng Tàu, ngoài tắm biển, thưởng thức các món hải sản tươi sống đánh bắt trong ngày, còn có các trò chơi vui chơi thể thao như là lướt sóng, jet ski, chèo thuyền, đạp xe đạp vòng quanh thành phố, hoặc là đi câu. Ba con cá đục. Hôm nay mình sẽ đưa các bạn đi thăm ngọn hải đăng cổ kính của thành phố Vũng Tàu, nằm trên đỉnh núi nhỏ hay còn được gọi là núi Tao Phùng. Bạn có thể dễ dàng đi lên ngọn hải đăng bằng xe gắn máy hoặc là xe ô tô. Ngọn hải đăng ở Vũng Tàu được người Pháp xây dựng vào năm 1862 với mục đích chỉ đường báo hiệu cho các tàu thuyền qua lại, nằm ở độ cao 149m so với mực nước biển. Đến năm 1913, người Pháp cho xây lại ngọn hải đăng mới, giờ độ cao lên tới độ cao 170m. Hải đăng Vũng Tàu là một trong những hải đăng cổ xưa nhất Việt Nam ở Đông Nam Á. Xem như là biểu tượng thành phố biển Vũng Tàu. Kiến trúc ngọn hải đăng là một tháp hình trụ cao 18m, đường kính 3m và được sơn màu trắng. Bên trong ngọn hải đăng có cầu thang dẫn lên gần đỉnh hải đăng và có ban công để bạn đến ngắm nhìn toàn cảnh thành phố biển bên dưới. Thank you.
khoác lên mình một nét đẹp lung linh huyền ảo, hòa quyện với những ánh đèn lung linh.